Nay thầy trò ta tiếp tục với cái chuyên đề kiến thức tiếp theo, đó là chuyên đề lập phương trình hóa học. Thì chuyên đề lập phương trình hóa học là một trong những chuyên đề rất là quan trọng trong các chủ đề kiến thức hóa học. Để lập phương trình hóa học thì tôi chia các phương trình hóa học thành hai loại. Loại hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương trình hóa học loại 1. Loại 1 là loại như thế nào? Và loại 2 là loại như thế nào? Thì chúng ta đi một số ví dụ sau. Các bạn để ý, chỉ cần 15 phút là các bạn có thể lập phương trình hóa học loại 1 một cách đơn giản. Loại 1 tôi sẽ đi làm hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là cân bằng đại số thông thường, và phiên bản thứ hai là xuất phát từ bản chất hóa học của mỗi phương trình. Chúng ta bắt đầu. Đây là các phương trình loại 1. Thì để cân bằng được các phương trình loại 1 này thì chúng ta cần nhận xét. Nhận xét thứ nhất là về thành phần trong phương trình hóa học. Nhận xét thứ hai về số chất mà chứa mỗi thành phần đó. Và nhận xét thứ ba là thành phần đó có chỉ số là bao nhiêu. Thì cái thứ nhất, chúng ta thấy trong phương trình này thì có thành phần thứ nhất là phosphor, và thành phần thứ hai là oxy. Phosphor thì số chất chứa phosphor là đơn chất P và hợp chất P2O5, vậy có hai chất. Chất thứ hai, thành phần thứ hai là oxy, có hai chất chứa oxy là đơn chất oxy và hợp chất P2O5, cũng là hai chất. Đối với lại thành phần P, thành phần phosphor thì có chỉ số lớn nhất là 2. Các bạn thấy đấy, chỉ số của phosphor là 2. Còn chỉ số của oxy là 5. Vậy để lập phương trình hóa học loại cơ bản này thì ta bắt đầu xuất phát, cân bằng xuất phát từ oxy. Chỉ số oxy của V sản phẩm là 5, trong khi chất tham gia là 2. Vậy để lập phương trình hóa học loại này thì ta thường lập phương trình, ta cân bằng cái thành phần mà có chỉ số lớn nhất trước. Vậy ta bắt đầu đi cân bằng oxy trước. Chỉ số bên này là 5, bên này là 2, bộ chung nhỏ nhất là 10. 10 chia cho 5 thì được 2, 10 chia cho 2 được 5. Vậy thành phần tiếp theo ta cân bằng phải là phosphor. Khi đặt 2 ở đây thì ta thấy là hệ số là 2, chỉ số của P là 2. Vậy ta bên này có 4P, thì bên này phải là 4P. Các em lưu ý, khi lập phương trình thì bản chất của nó là đi làm cho số nguyên tử, ta đi đặt hệ số vào trước mỗi chất để cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố và hai vế phương trình bằng nhau. Phương trình thứ hai, đây là một trong những phương trình rất là điển hình trong chương trình phổ thông. Các bạn thấy bây giờ ta nhận xét số thành phần, rõ ràng nhìn vào phương trình này ta thấy nó có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là Fe sắt, thành phần thứ hai là hydro, và thành phần thứ ba là oxy. Ta chỉ cần nhìn các chất tham gia này ta thấy ngay hydro, oxy. Số chất chứa Fe là 2, số chất chứa hydro là 2, số chất chứa oxy cũng là 2. Thế còn chỉ số của oxy thì sao? Chỉ số của sắt thì sao? Chỉ số của sắt lớn nhất là 3. Chỉ số của hydro lớn nhất là 2. Và chỉ số của oxy lớn nhất là 4. Vậy các bạn thấy thành phần có chỉ số lớn nhất là oxy. Ta bắt đầu cân bằng oxy trước. Để cân bằng oxy trước thì các bạn cần phải nhìn xem chỉ số oxy hai vế là bao nhiêu. Chỉ số oxy bên này là 4. Bên này là 1. Vậy bộ chung của 4 và 1 là 4 rồi. 4 chia 1 được 4. 4 chia 4 được 1. 4 chia 4 được 1. Ở đây tôi cũng lưu ý là nếu như các em có khả năng lập phương trình kém thì 1 cũng nên điền vào. Khi nào các em thành thạo thì 1 không cần điền nữa.
Vậy tại sao như vậy? Bởi vì điểm mục vàng nó sẽ giúp các em dễ cân bằng hơn nhiều, nhìn ra vấn đề dễ hơn nhiều. Vậy ta đặt mục vào đây là đặt một cho oxy và đặt bốn vào đây là đặt cho oxy. Vậy nếu như ta đặt mục vào đây đặt cho oxy thì cân thành phần cân bằng tiếp theo phải là Fe. Đặt bốn vào đây là đặt cho oxy thì thành phần cân bằng tiếp theo là hydro. Vậy cân bằng Fe trước hay cân bằng hydro trước? Thì câu trả lời là cân bằng thành phần nào trước cũng được. Tôi cân bằng F bằng sắt trước. Đặt mục vào đây thì ta có 1 x 3 là 3 sắt. Chỉ số của sắt ở bên này là 1. Vậy hệ số phải là 3. Khi đặt 4 vào đây là đặt 4 cho oxy. Vậy cân bằng tiếp theo là hydro. Ta có chỉ số của hydro là 2. Hệ số của chất chứa hydro là 4. Vậy 4 x 2 là 8. Chỉ số hydro bên này là 2. Vậy hệ số là 8 chia 2 được 4. Vậy chúng ta đã cân bằng xong loại này. Loại thứ 2 là loại thứ 3. Đây là phương trình phản ứng trao đổi. Thì các bạn nhận thấy là phương trình này có mấy thành phần? Thì các bạn thấy là phương trình này sẽ có 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là Fe sắt. Thành phần thứ hai là SO4. Và thành phần thứ ba là natri. Thành phần thứ bốn là OH. Vậy tại sao đến lúc này thì ta thấy tại sao coi cả S4 là một thành phần? Bởi vì các bạn phải nhận xét bên này có SO4, bên này có SO4, vậy thành phần SO4 là không đổi. Bên này có OH, bên này có OH, vậy nhóm OH là không đổi, không bị biến đổi. Và khi đó thì ta coi cả SO4 hay nhóm OH, nhóm SO4 hay nhóm OH là một đơn vị để cân bằng, là một nhóm để cân bằng. Vậy ta thấy chỉ số của sắt, số chất chứa sắt là 2, số chất chứa SO4 là 2, số chất chứa natri là 2 và số chất chứa OH là 2. Tại sao tôi phải để thông số này, số chất này? Bởi vì nó sẽ có cái mối tương liên quan để chúng ta nhận ra rằng là phương trình nào, loại nào thì ta sẽ cân bằng như thế nào. Ở đây ta thấy chỉ số của sắt là 2, chỉ số của SO4 lớn nhất là 3, chỉ số của natri lớn nhất là 2 và chỉ số của OH là 3. Vậy ta cân bằng thành phần nào trước? Ở đây ta có hai thành phần có chỉ số lớn nhất là 3, là thành phần SO4 hay là sulfat, thành phần OH hay là hydroxit. Vậy cân bằng nhóm SO4 trước hay cân bằng nhóm OH trước? Thì ở đây ta cần phải so sánh thêm một chút nữa, lấy thêm một tiêu chí, đó là hóa trị. Hóa trị của nhóm SO4 là 2, hóa trị của nhóm OH là 1. Vậy nếu hai thành phần nó có chỉ số bằng nhau thì ta sẽ cân bằng thành phần nào mà có hóa trị lớn hơn trước? Bây giờ chúng ta bắt đầu cân bằng nhóm SO4. Ta thấy chỉ số SO4 là 3. Chỉ số SO4 như thế này không đóng bằng ngoặc gì, ta hiểu là 1. Vậy bộ chung nhỏ nhất là 3. 3 chia 1 được 3. 3 chia 3 được 1. Vậy khi đặt 1 vào đây là đặt cho SO4 thì cân bằng tiếp theo phải là Fe. Đặt 3 vào đây là đặt cho SO4 thì cân bằng tiếp theo là natri. Vậy cân bằng natri trước hay là sắt trước? Câu trả lời là cân bằng thành phần nào trước cũng được. Ở đây tôi bắt đầu cân bằng Fe trước. Đặt 1 ở đây có 2 Fe. Nhìn sang phía bên này thì thấy là chỉ số của Fe không có gì, ta hiểu là 1. Vậy 2 x 1 là 2, chia cho 1 được 2 Fe. Hệ số là 2. Bây giờ đặt 2 vào đây thì cân bằng tiếp theo là OH. Vậy là cân bằng OH trước hay cân bằng natri trước? Thì câu trả lời là cân bằng thành phần nào trước cũng được.
ta thấy đặt 2 vào đây ta thấy có 6 OH, hay là đặt 3 vào đây ta thấy có 6 natri, mà chỉ số OH hay chỉ số natri đây là 1, vậy đây là 6. Vậy hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phiên bản cân bằng thứ nhất đối với phương trình Hopf loại 1. Bây giờ chúng ta, tại sao tôi gọi là loại 1 thì các bạn nhận xét. Ta thấy phương trình loại 1 là cái phương trình mà mỗi thành phần cần cân bằng đều có hai chất chứa nó. Phosphor có hai chất chứa phosphor, oxy có hai chất chứa oxy, và các phương trình thứ hai là phương trình cục, chúng ta cũng thấy mỗi thành phần đều có hai chất chứa nó. Phương trình thứ ba là phương trình mà mỗi thành phần cũng có hai chất chứa nó. Vậy nguyên tắc cân bằng của phương trình này là ta đi phải, vậy nguyên tắc chung để cân bằng phương trình này là ta cân bằng thành phần, cân bằng thành phần có chỉ số lớn nhất trước. Đấy. Đây là nguyên tắc các bạn phải lưu ý. Tất cả các phương trình loại này các bạn cân bằng theo nguyên tắc trên như thầy giáo dạy. Thầy hy vọng với hiệu, với cái nội dung mà tôi vừa truyền đạt, chúng ta sẽ có cái hiệu suất kiến thức về cái phần lập phương trình là lớn nhất. Các bạn có thể tải file, về phần lập phương trình tại ngọchhoa.com. Hay học hóa.com.vn. Nội dung này tôi sẽ trình bày các bạn dừng ở đây. Bởi vì clip tiếp theo tôi sẽ chuyển tận đạt với các bạn vẫn là phương trình loại 1, nhưng trên cơ sở là nó không xuất phát từ các phương pháp đại số như thế này, mà xuất phát từ bản chất hóa học của mỗi công trình. Xin chào các bạn.